Hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị 5 sản phẩm máy tia laser bán chạy nhất thị trường của thương hiệu Yamasu nha. Đây là 5 sản phẩm mà Bảo đang được biết là bán khá là hot trên thị trường. Đầu tiên thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị từ thấp lên cao đi nha, cho anh chị cô chú nào có nhu cầu mua về làm công trình thì nó sẽ tiện hơn. Đầu tiên là sản phẩm máy laser Yamasu 303 thì anh chị biết rồi. Dòng Yamasu này thì màu sơn khá là đẹp luôn. Thì em sẽ quay ống quay vào đây cho anh chị xem cho nó cụ thể hơn nha. Rồi sản phẩm này thì trước tiên là màu khá là đẹp nha. Bảo sẽ để cho nó nằm riêng biệt phía trước luôn. Rồi màu sắc thì sơn 3D khá là đẹp luôn. Đây là một màu pha trộn rất là nhiều màu nha. Màu này khá là đẹp á. Thương hiệu là Yamasu dập nổi đây. Yamasu 303. Con lăng thì nó sẽ dập nổi bên trong luôn. In chìm á, in chìm Yamasu. Thương hiệu là có sẵn số series đầy đủ nha. Con này là 5 tia. Phụ kiện đi kèm của sản phẩm này là sẽ là pin lớn này. Rồi pin rất là lớn nha anh chị, lên đến là 4800 mAh, xài cũng khá lâu. Bật liên tục thì nó là hoạt động tầm 2-3 tiếng nha. Sơ cua cho anh chị là một kính đeo mát này, anh chị về tự gắn vào nha. Một khai pin, lúc mà hết pin á, thì anh chị thay vào. Và đương nhiên thì nó sẽ có một sạc để anh chị xài xong sạc chứ. Rồi tiếp theo mua kèm máy thì luôn luôn sẽ có một chân thương hiệu Yamasu luôn. Chân dài 1m2 nha. 1m2, chân khá là xịn luôn á. In thương hiệu Yamasu độc quyền, màu xám khá đẹp. Rồi sản phẩm tiếp theo là sản phẩm này màu sơn nó cũng rất là sặc sỡ nha. Sơn 3D bóng lắng lầy. Đó, sơn này là sơn BD á. Đó. Đây là thương hiệu sản phẩm Yamasu 505 nha. Màu sơn thì anh chị cũng biết rồi, màu khá là đẹp luôn. Nước sơn này rất là mắc tiền nha. Riêng nước sơn này nó đã khác biệt hoàn toàn rồi. Rồi pin thì pin lớn, cũng có là phụ kiện kèm theo là mắt kính này. Một khai pin đi kèm nha. Một khai pin đi kèm và một sạc luôn, bảo hành chính hãng cũng 1 năm. Pin thì xài cũng rất là trâu, 4800 nha. Sản phẩm này á thì mức giá bảo đang để là 1.350.000, giá quá tốt luôn. Rồi 5 tia xanh nha, công tắc lẩy khá nhẹ nhàng. Đó, sản phẩm này á thì đặc biệt là tự căn nha anh chị bật lên thì ví dụ như nó có lật tầm 2-3 ly thì nó cũng tự căn được nhá, nên là anh chị yên tâm về điều đó. Rồi dàn cơ thì con này cũng khá cứng chắc này, dàn cơ hợp kim nhôm, dàn cơ xoay rất nhẹ nhàng nhá. Nút thì anh chị có thể là xoay đây. Wow, quá nhẹ luôn, rất là đơn giản luôn. Một con máy này mà giá có 1.350.000 thì quá đẹp luôn. Đây là thương hiệu của Nhật nhưng mà sản xuất và lắp ráp là cũng là tại Trung Quốc nha. Đó, Yamasu đôi cánh đại bàng đây, vươn xa tới châu lục đây. Japan là sản xuất, Japan là thương hiệu thôi nhưng mà sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Có www.yamasu.com để anh chị tham khảo những dòng máy laser Yamasu nha. Rồi tặng kèm cũng có chân, 1.350.000 bao ship nha. Rồi cao cấp hơn một tí thì anh chị có thể là hướng đến sản phẩm Yamasu HD389 nha. Con này thì nó sẽ cao cấp về dàn cơ, nó cứng hơn. Anh chị thấy không? Khác liền, khác hoàn toàn luôn. Nó sẽ có dàn cơ cứng hơn, chắc chắn hơn. Màu sơn thì nó sẽ nam tính hơn. Màu sơn này là sơn mờ nha, sơn mờ từ tính. Đó, dàn cơ chắc chắn. Với lại núm chỉnh của nó thì cũng là khá nhẹ nhàng luôn. Volume chỉnh khá đơn giản, anh chị xoay thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian chính xác này, căn nó dễ hơn. Trong khi anh chị xoay bằng tay thì nó sẽ khó chính xác nha. Mình phải sử dụng con volume quay này để mình quay thì nó sẽ tiện hơn và nhanh hơn. Rồi tiếp theo, với mức giá con này Bảo đang bán là 1.650.000 thì nó sẽ được thêm những gì? Thì anh chị mua con này thì nó sẽ được hai pin lớn, anh chị về xài thoải mái luôn. Nguyên một buổi không cần sạc pin. Nếu mà hết thì anh chị đem cục này đi sạc pin nha, còn cục kia vẫn xài bình thường. Đó là Bảo đang tính cho anh chị về cường độ hoạt động cao nha. Và tiếp theo thì nó sẽ có mắt kính này. Đặc biệt con này thì nó sẽ hơn nhiều cái lắm. Chân cũng là chân 1m2 thương hiệu Yamasu,
điều chỉnh thì có remote điều khiển từ xa nha, quá tuyệt luôn đúng không anh chị. Con này là dòng tia bóng bóng siêu sáng siêu nét nha. Rồi với mức giá 1.650.000 thêm một cục pin và một mod điều khiển từ xa thì anh chị có thể tham khảo nha. Rồi tiếp theo cao cấp hơn, anh chị nào mà có nhu cầu xài ngoài trời nhiều thì anh chị lấy cho Bảo con 1984 Yamasu nha. Con này thì bóng của nó là bóng led, tiết kiệm pin, pin cũng khá lớn, hai pin một sạc nha, pin 4800 luôn, có mắt kính đi kèm và đương nhiên sẽ có sạc. Giá của Bảo đang bán con này á thì là 1.850.000 nha, nhưng mà bóng led xài sướng dữ lắm. Con này xài siêu sáng luôn, dàn cơ to cứng chắc nè, logo các kiểu là nó sẽ dập chìm vào bên trong. Thương hiệu Yamasu, thương hiệu này là của Nhật không, nhưng mà sản xuất và lắp ráp là chắc chắn là Trung Quốc nha. Màu này là màu gạch nha. Đó, thiết kế bóng led thì nó sẽ bền hơn và đi kèm thì sẽ có chân rồi. Rồi giá 1.850.000, những con này bán rất là chạy luôn, bán khá là chạy luôn. Không chỉ riêng cửa hàng Bảo bán đâu mà rất là nhiều anh chị bán dòng máy xài chuyên ngoài trời này rất là chạy hàng. Và cuối cùng cao cấp nhất của sản phẩm Yamasu, cao cấp nhất á, thì nó sẽ có cái khác biệt là đầu tiên chân của anh này, chỉ riêng anh Yamasu 399 là có chân rất là xịn nha, chân inox luôn. Anh chị nhìn hai dàn chân, chân này nó cũng khá là tốt rồi nhưng mà qua chân này nó lại xịn hơn rất nhiều. Dàn cơ anh chị thấy khủng không? Riêng cặp chân này thì mua thì cũng chắc cũng đến là cả vài trăm nha. Rồi sản phẩm này thì đẹp long lanh luôn anh chị à, rất là đẹp luôn. 399 HD, HD là bóng led xài chuyên ngoài trời luôn nha, chuyên ngoài trời. Chức năng pin thì con này đặc biệt, pin nó sẽ có chức năng riêng biệt dành cho một ông vua của Yamasu. Pin của nó thì sẽ có báo pin anh chị xài bao nhiêu phần trăm nha. Pin trâu hơn nhiều, lên đến là 6.000 mAh thì nó sẽ hơn 1.200 mAh so với những sản phẩm khác nha. Hai pin một sạc, có báo pin và thêm một khay để anh chị xài pin tiểu luôn. Rồi sạc con này quá xịn luôn, Yamasu sạc riêng, bịch bóng khá là đẹp và một mắt kính đi kèm. Cuối cùng là một mod điều khiển từ xa này, nó làm cũng xịn hơn luôn so với sản phẩm kia nha. Mức giá Yamasu 399 HD là giá là 2.200.000, bao ship tận nhà cho anh chị luôn. Rồi thì với 5 sản phẩm đây, anh chị nào mà thích những sản phẩm nào thì có thể liên hệ nha. Giá tầm này thì anh chị xài trung bình, còn nếu mà thích ngoài trời sáng xa đẹp thì anh chị mua những con cao cấp nha. Thì bây giờ Bảo sẽ vào bật tia từng sản phẩm cho anh chị xem nha. Rồi đầu tiên Bảo sẽ bật 5 sản phẩm tia laser Yamasu nha. Rồi sản phẩm Yamasu 303, giá của nó là 1.250.000. Tia nó là Bảo sẽ tính về tia nét này, bắn xa thì anh chị bắn cũng tầm chục 15-20 mét cũng khá là ok. Cao cấp hơn một tí thì anh chị lấy cho Bảo con 505 nha. 505 màu sơn sang trọng hơn, dàn cơ nó cũng xịn hơn một tí xíu, bạc tia luôn. Đó anh chị nhìn hai bóng nó cũng tương đương nhau nha, cũng không có khác gì nhiều. Rồi với mức giá con 505 Yamasu này, giá là 1.350.000 nhá. Và tiếp theo là sản phẩm này, được hai pin một sạc, remote điều khiển từ xa. Rồi Bảo sẽ tính tia đứng từng con nha. Rồi tiếp theo là sản phẩm Yamasu 1984 nha. Rồi con này thì nó sẽ là bóng ngoài trời nên nó sẽ sáng hơn nhiều. Đó anh chị cũng nhìn thấy nha, Bảo bật bóng đứng cho anh chị xem. Với mức giá con này là được hai pin một sạc nha, bóng led thế hệ mới, nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Giá đang bán của Bảo là 1.850.000. Và cuối cùng sản phẩm cao cấp nhất thì nó sẽ có chân riêng biệt hoàn toàn nha. Chỉ có sản phẩm 399 này mới có chân này thôi nha. Còn 4 sản phẩm này thì nó sẽ có chân bình thường thôi. Đó, 4 anh này sẽ có chân này, tất cả đều bao ship. Rồi 399 thì tia nó sẽ như thế nào, Bảo sẽ bật cho anh chị xem. Với mức giá là ông vua thì nó sẽ sáng hơn con này luôn. Rồi mình bật tia luôn, bóng con này nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Nó sẽ là bóng led nhưng mà pin rất là trâu,
đẹp nha. So với sản phẩm 1984 thì nó sẽ khác hoàn toàn. 1984 nó sẽ hơi nhòe hơn một tí xíu nhưng mà cũng khá là đẹp rồi. Cao cấp thì mình lấy con 399, giá của Bảo đang bán cho anh chị là 2.200.000 nha. Rồi, hai pin 6.000 mAh, pin khủng luôn, pin lớn nha, có remote điều khiển từ xa cho anh chị hoạt động, có chân xịn này. Thì 2.200.000 nó cũng khá là đáng giá với một con máy nó đẳng cấp như thế này nha. Rồi, thì vừa rồi anh chị cũng thấy Bảo giới thiệu 5 sản phẩm Yamasu nha. Đặc biệt á là 5 sản phẩm này là màu xanh, nó đều xài được cho ngoài trời, nhưng mà để sáng xa và sáng nét thì anh chị chuyên cho Bảo hai con cuối cùng nha. Với mức giá thì anh chị nào có nhu cầu mua hoặc là tư vấn về những sản phẩm giá tầm thấp đến tầm cao thì sẽ có bên nhân viên kỹ thuật Bảo hỗ trợ hết sức nha. Anh chị cô chú nào muốn đặt hàng thì cứ liên hệ cho Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình nha. Rồi bây giờ thì Bảo rất là cảm ơn anh chị. Nhớ xem xong thì nhớ bấm đăng ký kênh để Bảo làm nhiều clip hơn để chia sẻ cùng anh chị, để anh chị biết đến những thương hiệu laser nha. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị nha.